Sách Khải Huyền của Giang Đoạn 6 Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói tiếng như sấm rằng Hãy đến. Tôi nhìn xem kia là một con ngựa trắng. Người cởi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng hãy đến một con ngựa khác màu hồng hiện ra người cởi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau người cũng được ban cho một thanh gươm lớn khi chiên con mở ấn thứ ba tôi nghe sinh vật thứ ba bảo hãy đến tôi nhìn xem kìa là một con ngựa ô người cởi ngựa tay cầm chiếc cân tôi nghe dường như có tiếng ở giữa bốn sinh vật nói rằng một dernier một đấu lúa mì một dernier ba đấu lúa mạch nhưng dầu và rượu thì chớ động đến khi chiên con mở ấn thứ tư tôi nghe sinh vật thứ tư nói hãy đến tôi nhìn xem kìa là một con ngựa xanh xám người cởi ngựa tên là sự chết và âm phủ theo sau nó họ được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm giáo đói kém dịch bệnh và các thú dữ trên đất khi chiên con mở ấn thứ năm tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết vì lời đức chúa trời và vì lời làm chứng của họ họ kêu lớn tiếng rằng lạy chúa là đấng thánh và chân thật còn bao lâu nữa chúa mới xét đoán và vì máu chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng và được bảo phải an nghỉ ít lâu nữa cho đến lúc đủ số những bạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như họ khi chiên con mở ấn thứ sáu tôi thấy một cơn động đất lớn mặt trời trở nên tối như tấm vải lông đen mặt trăng trở nên đỏ như máu các vì sao trên trời rơi xuống đất như những trái xanh từ cây vả rụng xuống trong cơn gió mạnh. Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại. Tất cả các núi, các đảo đều bị dời khỏi chỗ mình. Các vua trên đất, những người có địa vị cao, các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi họ nói với núi và các tảng đá rằng, Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi? Sách thứ nhất về các vua Chương 15 Abizam làm vua Juda vào năm thứ 18 đời vua Zeroboam, con trai Nebat, thì Abijam lên làm vua Juda. Abijam trị vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Maaka, con gái của Abisalom. Vua đi theo con đường tội lỗi mà vua cha đã đi. Lòng vua không trọn thành với Jehovah Đức Chúa Trời như David, tổ phụ mình. Nhưng vì David, Jehovah Đức Chúa Trời dành cho vua một người nối ngôi tại Jerusalem nên lập con trai vua lên kế vị và khiến cho Jerusalem tồn tại. Vì David đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va, chọn đời không bỏ qua bất cứ điều gì, Đức Giê-hô-va đã truyền bảo, ngoại trừ vụ Uri, người Hê-tít. Cuộc chiến giữa Roboam và Jeroboam vẫn tiếp diễn suốt triều đại Abijam. Các công việc khác của Abijam, mọi việc vua làm chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua Judah sao? Abijam và Jeroboam luôn có chiến tranh với nhau. Abijam an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Con trai vua là Asa lên ngôi kế vị. Asa làm vua Juda. Vào năm thứ 20, đời Jeroboam làm vua Israel thì Asa lên ngôi vua Judah vua cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội của vua tên là ma -Aka, con gái của Abisalom. Asa làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức giê va như David tổ phụ mình đã làm. Vua trục xuất các mại dâm nam khỏi xứ và dẹp tất cả hình tượng mà tổ phụ vua đã làm. Vua cũng cách chức thái hậu của ma -Aka, bà nội mình, vì bà đã dựng tượng Asera. Asa triệt hạ hình tượng đó và đốt trong thung lũng Sét-rôn. Nhưng vua không phá bỏ các nơi cao. Dù vậy, lòng Asa vẫn chọn thành với Đức Dô-va suốt đời. Vua đem vào đền thờ Đức Dô-va những vật thánh mà vua cha và chính vua đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các vật dụng. Juda liên minh với Aram chống lại Israel. Vua Juda là Asa và vua Israel là Baesa, giao chiến suốt thời gian trị vì của mình. Baesa vua Israel lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa, vua Juda. Khi ấy, Asa lấy hết bạc vàng còn lại trong kho của đền thờ Đức giê va và trong kho của cung vua giao cho đầy tớ mình, rồi sai họ đến gặp Ben Hadad con trai Taprimon, cháu Hesion, vua Aram ở Damascus, mà nói rằng: "Chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau, như cha của ngài và cha tôi đã làm. Nay tôi cho đem lễ vật bằng bạc và vàng để tặng ngài. Xin ngài hủy bỏ hiệp ước của ngài với Baesa, vua Israel, để hắn rút lui khỏi xứ tôi." Bên Hàn Đát nghe lời vua Asa sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel chiếm lấy Ijon, Dan, Aben, Betmaka và cả xứ Kineret với xứ Nephtali. Ba Esa hay được điều đó liền ngưng xây đồn Rama và ở tại Tiệt Sa. Vua Asa liền tập hợp tất cả người Juda, không trừ một ai, để họ rời đá và gỗ mà Ba Esa đã dùng xây đồn Rama. Vua Asa dùng các thứ ấy xây cất Geba trong xứ Benjamin và Mic các công việc khác của asa quyền thế của vua mọi việc vua làm và các thành vua xây cất chẳng phải đều được chép trong sách lịch sử các vua juda sao lúc về già vua bị đau chân asa an rất cùng tổ phụ mình và được an táng với họ trong thành david con trai của vua là josaphat lên ngôi kế vị Nadab làm vua Israel. Vào năm thứ hai đời trị vì của Asa, vua Juda, thì Nadab, con trai Jeroboam, lên ngôi vua Israel và trị vì trên Israel hai năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, đi theo đường lối của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel cũng phạm tội nữa ba esa con trai ahiza thuộc nhà isaka mưu phản vua trong lúc nadab và cả israel vây ghi bê thôn vốn thuộc về dân philippines thì ba esa giết vua tại đó vào năm thứ ba đời asa vua juda thì ba esa giết nadab và chiếm ngôi vua vừa lên ngôi ba esa giết hết mọi người thuộc về jeroboam không để một ai sống sót cho đến khi đã tận diệt nhà Jeroboam, đúng như lời Đức Giêsu va đáp phán qua Ahiza đầy tớ ngài ở Silo. Vì tội lỗi Jeroboam đã phạm, làm cho Israel cũng phạm tội và chọc giận Jehova Đức Chúa Trời của Israel. Các việc khác của Nadab và những gì vua đã làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Israel. Giữa Asa và ba Esa, vua israel luôn có chiến tranh với nhau suốt thời gian trị vì của họ ba Esa làm vua israel vào năm thứ ba triều vua asa của judah thì ba Esa, con trai ahiza lên làm vua toàn có israel và trị vì hai mươi bốn năm tại tiệt sa vua làm điều ác dưới mắt đức va đi theo đường lối của jeroboam và tội lỗi mà Jeroboam đã áp phạm làm cho Israel cũng phạm tội. Sách Sử ký thứ nhì Chương 14 Hòa bình dưới thời vua Asa Abiza an rất cùng tổ phụ mình và được an táng trong thành David. Thái tử Asa lên ngai kế vị trong thời trị vì của vua này xứ sở được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng dưới mắt Jehovah Đức Chúa Trời của mình. Vua dẹp bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và phá hủy các tượng Asera. Vua truyền bảo dân Judah phải tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, làm theo luật pháp và điều dân của Ngài vua cũng dẹp bỏ những nơi cao và các bàn thờ dân hương khỏi các thành của juda vương quốc được hòa bình dưới thời trị vì của vua vua xây dựng các thành chỉ kiên cố trong đất juda vì đất nước được hòa bình trong thời kỳ này không có chiến tranh vì đức hô va ban cho vua được nghỉ ngơi vua nói với dân juda chúng ta hãy xây dựng các thành này đắp tường lũy chung quanh dựng tháp làm cửa có then cài. Đất nước vẫn còn thuộc về chúng ta vì chúng ta đã tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta đã tìm kiếm Ngài nên Ngài ban cho chúng ta bình an mọi bề. Thế là họ xây dựng và đã thành công. Asa có một quân đội gồm 300.000 người Juda được trang bị khiên và giáo, 280.000 người Benjamin được trang bị thuẫn và cung tất cả đều là những dũng sĩ asa thắng quân cút serac người cút kéo một lực lượng gồm một triệu quân với ba trăm cỗ xe tiến đánh người juda và họ đi đến maresa asa kéo ra nghênh chiến và dàn trận trong thung lũng Sephata gần maresa asa cầu khẩn jehovah đức chúa trời mình Lạy đức jehovah ngoài chúa chẳng ai giúp người yếu thắng được người mạnh. Lạy Jehovah Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp đỡ chúng con, vì chúng con nương cậy nơi Ngài. Nhân danh Chúa, chúng con đương đầu cùng đoàn quân đông đảo này. Đức Jehovah ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, xin đừng để loài người thắng hơn Chúa. Đức Jehovah đánh bại quân cút trước mặt dân Judah và vua Asa. Quân cút bỏ chạy asa và quân của vua truy đuổi chúng cho đến gera quân cút ngã chết và bị quét sạch không còn một ai sống sót chúng bị đánh tan trước mặt đức Giê-hô-va và đạo quân của ngài người juda chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm họ cũng tiến đánh các thành chung quanh gera vì đức Giê-hô-va giáng sự kinh khiếp trên các thành đó quân của asa cướp lấy rất nhiều của cải trong các thành ấy Họ còn đánh chiếm các nông trại súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà, rồi trở về Jerusalem. Sách Sử Ký Thứ Nhì Chương 15 Asa loại bỏ việc thờ hình tượng Thần Đức Chúa Trời ngự trên Asari, con trai của Odette, ông đi đón vua Asa và nói Xin vua Asa cùng toàn thể dân Juda và Benjamin nghe tôi nói Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy Nếu các ngươi tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp được Ngài Nếu các ngươi lìa bỏ Ngài thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi Đã lâu nay Israel không có Đức Chúa Trời thật, không có thầy tế lễ dạy dỗ, cũng chẳng có luật pháp. Nhưng trong lúc khốn khó, họ trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời của Israel mà tìm kiếm Ngài thì lại gặp được Ngài. Trong thời gian ấy, không một ai vào ra được bình an vì tất cả cư dân các nước đều rối loạn. Nước này dày đạp nước kia, thành này dày đạp thành nọ. Vì Đức Chúa Trời khuấy rối chúng bằng đủ thứ khổ nạn. Nhưng các ngươi hãy vững lòng, đừng buông tay bỏ cuộc vì công việc mình sẽ được đền đáp khi asa đã nghe các lời này là lời tiên tri của nhà tiên tri odet thì vua thêm can đảm vua dẹp bỏ những thần tượng ghê tởm khỏi toàn cõi juda và benjamin và khỏi các thành mà vua đã chiếm được trên miền núi ephraim vua sửa lại bàn thờ của đức jehovah trước hành lang của đền thờ vua tập hợp tất cả những người juda người benjamin và những kiều dân thuộc các bộ tộc Ephraim, Manasseh và Simeon đang cư trú giữa họ. Vì có nhiều người bỏ Israel đến theo vua Asa khi thấy Jehovah Đức Chúa Trời ở cùng vua. Vào tháng 3 năm thứ 15 đời trị vì của Asa, họ tụ họp tại Jerusalem. Lúc ấy họ lấy 700 con bò đực và 7.000 con chiên trong số chiến lợi phẩm đã mang về làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va. Họ kết ước với nhau hết lòng hết ý tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Tất cả những ai không tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì sẽ bị xử tử, bất luận nhỏ hay lớn, nam hay nữ. Họ lớn tiếng thề nguyện cùng Đức Giê-hô-va, gieo mừng, thổi kèn và tù và. Toàn thể Judah vui mừng về lời thề ấy, vì họ hết lòng thề nguyện, hết sức tìm kiếm Đức Giê-hô-va và gặp được Ngài. Đức Giê-hô-va ban cho họ được bình an tứ phía. Vì ma -a ca mẹ vua Asa đã làm một hình tượng ghê tởm cho thần Asera, nên vua Asa cách chức thái hậu của bà, đánh đổ hình tượng ấy và nghiền nát rồi thiêu đốt trong thung lũng Siết Rôn. Tuy các nơi cao chưa bị dẹp bỏ khỏi Israel, nhưng Asa vẫn chọn lòng với Chúa suốt đời vua đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va các vật mà vua cha và chính mình đã biệt riêng ra thánh, gồm vàng, bạc và các vật dụng. Bấy giờ không có chiến tranh cho đến năm thứ 35 đời trị vì của Asa. Sách Sử Ký Thứ Nhì Chương 16 Asa liên minh với vua Aram chống lại ba Esa. Vào năm thứ 36 đời trị vì của Asa, thì vua Israel làm ba Esa đi lên đánh Juda và xây đồn lũy Rama để không cho ai ra vào lãnh thổ của Asa, vua Juda. Khi ấy, Asa lấy bạc vàng trong kho của đền thờ Đức Jehovah và trong kho của cung vua gửi đến Ben Hadad, vua Aram ở Damascus và nói rằng Chúng ta hãy lập một hiệp ước với nhau như thân phụ của tôi và thân phụ của Ngài đã làm. Này, tôi gửi đến Ngài bạc và vàng. Xin Ngài hủy bỏ hiệp ước của Ngài với Ba Esa, vua Israel, để ông ấy rút quân khỏi tôi. Bên Hadad nghe theo lời vua Asa sai các tướng chỉ huy đem quân tiến đánh các thành của Israel, chiếm Ijon, Dan, Aben, Maim, cùng các thành có kho tàng của đất Neptali. Khi ba Esa hay điều đó, liền ngưng xây đồn Rama và bãi bỏ công trình. Vua Asa đem toàn dân Juda đến lấy đá và gỗ mà ba Esa đã dùng xây cất Rama, rồi Asa dùng các vật liệu ấy xây cất Geba và Mikpa. Trong khi ấy, nhà tiên kiến Hanani đến gặp Asa vua Juda và nói: vì vua nương cậy vua Aram mà không nương cậy Jehovah Đức Chúa Trời của vua Nên đạo quân vua Aram đã thoát khỏi tay vua Quân Cút và dân Liby chẳng phải là một lực lượng hùng hậu sao? Chiến xa và kỵ binh của chúng chẳng phải rất đông đảo sao? Dù vậy, vì vua nhờ cậy Đức Jehovah nên ngài phó chúng vào tay vua Vì mắt của Đức Jehovah soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài. Trong việc này, vua đã cư xử cách dại dột, nên từ nay về sau, vua sẽ phải luôn đương đầu với chiến tranh. Asa nổi giận với nhà tiên kiến và bỏ tù người vì vua rất tức giận người về việc ấy. Trong lúc đó, Asa cũng đàn áp một số người khác trong dân. Asa bệnh và băng hà các việc làm của Asa từ đầu đến cuối đều được chép trong sách các vua Judah và Israel. Năm thứ 39 đời trị vì của Asa, vua bị đau chân rất nặng. Tuy nhiên, trong cơn bệnh, vua không tìm kiếm Đức Giê-hô-va mà tìm kiếm các thầy thuốc. Asa an giấc cùng các tổ phụ mình. Vua qua đời sau 41 năm trị vì. Người ta an táng vua trong mộ mà chính vua đã đục cho mình trong thành David. Họ đặt thi hài vua trên giường đầy hương liệu, pha chế theo đúng kỹ thuật hòa hương. Họ cũng đốt một ngọn lửa thật to để khóc than vua. Châm ngôn chương 10 Các châm ngôn của Salomon Tập thứ nhất siêu tập các châm ngôn của Salomon đây là các châm ngôn của Salomon. Con khôn ngoan làm cho cha vui vẻ, nhưng con ngu dại khiến mẹ buồn phiền. Của phi nghĩa chẳng lợi ích gì, nhưng đức công chính cứu người khỏi chết. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công chính phải đói khát, nhưng Ngài loại bỏ tham vọng của kẻ gian tà. Bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó, còn bàn tay siêng năng hẳn sẽ làm giàu. Người thu chữ trong mùa hè là con khôn ngoan, nhưng kẻ ngủ vùi trong mùa gặt là con sỉ nhục. Đầu người công chính được ban phước lành, nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa điều tàn bạo. Kỷ niệm của người công chính được khen ngợi, còn tên tuổi kẻ gian ác sẽ mục nát. Tấm lòng khôn ngoan đón nhận điều gian, nhưng môi miệng ngu dại sẽ bị diệt vong người sống ngay thẳng sẽ được an toàn còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần kẻ nheo mắt hiểm độc gây ra đau khổ và môi miệng ngu dại sẽ bị diệt vong miệng của người công chính là nguồn sự sống nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa bạo tàn sự thù ghét sinh ra tranh cãi lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội tình sự khôn ngoan tìm thấy trên môi người hiểu biết nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ ngu si người khôn ngoan tích lũy tri thức miệng kẻ ngu dại đem hủy diệt đến gần tài sản là thành trì kiên cố của người giàu có sự suy sụp là thảm cảnh của kẻ nghèo nàn công lao của người công chính hướng về sự sống còn hoa lợi kẻ gian nát hướng về tội lỗi người tuân giữ lời khuyên dạy đi trong đường sự sống kẻ từ chối sự của trách hẳn phải lạc lầm kẻ giấu sự thù ghét có môi giả dối ai buông lời vu khống là kẻ ngu si hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan lưỡi người công chính như bạc quý lòng kẻ ác gian chẳng đáng giá gì môi người công chính nuôi sống nhiều người, còn kẻ ngu dại chết vì thiếu hiểu biết. Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngay chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn. Kẻ ngu dại xem việc gây tội ác như trò vui, nhưng người thông sáng yêu thích sự khôn ngoan. Điều kẻ gian ác khiếp sợ sẽ xảy ra cho nó, nhưng điều người công chính ước ao sẽ được ban cho khi dông bão thổi qua, kẻ ác không còn nữa, nhưng nền móng người công chính mãi mãi vững bền, như giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt, kẻ lười biếng đối với người sai nó là như thế. Sự kính sợ Đức Diêu Va gia tăng ngày tháng, còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi. Hy vọng của người công chính dẫn đến niềm vui, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ tan biến đi. Đường lối Đức Giê-hô-va là đồn lũy cho người ngay thẳng, nhưng là chỗ diệt vong cho kẻ làm ác. Người công chính chẳng bao giờ bị lay chuyển, nhưng kẻ gian ác không được ở trên đất. Miệng người công chính sinh ra sự khôn ngoan, còn lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị cắt mất. Môi người công chính nói điều tốt đẹp, miệng kẻ hung ác chỉ nói chuyện gian tà.